Những ngày vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện một số thông tin trái chiều xung quanh mâu thuẫn của một nhóm cư dân Hapulico với chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà về việc thành lập ban quản trị, tiền quỹ bảo trì, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo đó, nhóm cư dân này cho rằng chủ đầu tư cũng như ban quản trị để xảy ra nhiều vấn đề khiến cư dân bức xúc. Ví dụ như ban quản trị được bầu không đúng quy định, hoạt động thiếu trách nhiệm, thành viên ban quản trị là người của chủ đầu tư, không đứng về phía cư dân. Ban quản trị không tiếp dân, không hồi âm các vấn đề mà cư dân phản ánh, gọi điện, gửi email. Đặc biệt là khi những phản ánh của cư dân đang được ban quản trị, chủ đầu tư và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thì lại xảy ra vụ việc cư dân sinh sống tại khu chung cư này bị đánh phải nhập viện. Vụ việc như thêm dầu vào lửa, mặc dù công an đang điều tra xác minh để làm rõ sự việc, nhưng cư dân lại cho rằng việc những cư dân bị đánh có sự liên quan đến ban quản trị. Thông tin nửa thực nửa hư này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Để có cái nhìn khách quan nhất về những vấn đề trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Ngô Quốc Doanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico. Ông Doanh cho biết. Ban quản trị là thành lập đúng theo cái quy định của pháp luật và đã được Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân là công nhận cái ban quản trị này. Cái quá trình thành lập ban quản trị thì bọn anh thực hiện theo cái công văn hướng dẫn của Bộ Xây dựng, công văn số 26 ngày 8 tháng 2 năm 2017. Ban quản trị cụm nhà chung cư, cụm nhà đấy. Mỗi tòa thì có 2 người dân bầu và 1 người chủ đầu tư cửa sang. Tức là 6 tòa thì thành 18 người, 2 người dân bầu, 1 người chủ đầu tư cửa sang thành 18 người. Về vấn đề quỹ bảo trì cụm chung cư Hapulico, ông Doanh cho biết, sau khi ban quản trị được thành lập và đủ các yêu cầu hoạt động, chủ đầu tư đã bàn giao toàn bộ quỹ bảo trì cho ban quản trị quản lý khoảng 43 tỷ đồng. Quỹ bảo trì sau khi ban quản trị thành lập xong này, được quận ra quyết định công nhận này, thì ban quản trị phải đi khắc con dấu, phải lập tài khoản này. Sau khi đã lập tài khoản được rồi, thì ban quản trị sẽ nhận bàn giao toàn bộ, trong vòng một tháng là chủ đầu tư đã đối chiếu toàn bộ cái tiền quỹ phần trăm, 2% của các căn hộ bàn giao cho ban quản trị. Là 43 tỷ bao nhiêu đấy, 43 tỷ mấy trăm thì không nhớ, nhưng là 43 tỷ nó bàn giao cho ban quản trị. Cái 2% này ở đây đang có cái bài toán, tức là dân người ta thắc mắc là dân cư nộp quỹ bảo trì 2%, tại sao chủ đầu tư lại không nộp quỹ bảo trì 2% với khối đế? Thì đó theo đúng cái luật nhà ở năm 2014 nhé. Ở đây nó phần riêng, phần khối đế của chủ đầu tư là thương mại tách riêng, nó không liên quan gì đến căn hộ cả. Thì chủ đầu tư trong cái điều 108, điều 109 hoặc là cái khoản AB của điều 36 của cái luật nhà 14 nó quy định rất rõ. Phần này chủ đầu tư tách riêng thì chủ đầu tư quyền giữ cái quỹ bảo trì là để tự vận hành chi phí của mình. Tách bạch riêng, tức là cái phần bảo trì và cái phần phí vệ sinh của khối đế mà anh tách riêng, mà anh không đưa chung vào kia. Ở đây cái câu chuyện ở chung ở đấy, chung giữa căn hộ và khối đế nó đang chung là chung cái gì? Chung cái phần cột cầu thang bộ, cái phần bể mái, phần bể ngầm, phần bể nước ngầm, rồi bể phốt, rồi cũng như cái bơm nước. Thì cái đấy là chủ đầu tư bỏ tiền ra bảo trì toàn bộ cái phần đấy và không bắt dân đóng góp. Đấy, cái phần chung, cái chung giữa chung cư và khối đế nó có cái phần chung đấy. Thì bọn anh là bỏ tiền ra và bọn anh cam kết với ban quản trị là chúng tôi sẽ bỏ tiền ra, chúng tôi không thu của dân. Tức là không lấy cái tiền bảo trì của anh để làm bảo trì cái phần chung đấy. Về phản ánh liên quan đến hệ thống phòng cháy chữa cháy, theo ông Doanh, khu chung cư Hapulico có hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư, lắp đặt hiện đại. Duy trì bọn anh có một bộ phận riêng để về cái phòng cháy chữa cháy. Và 3 tháng thì phòng cảnh sát phòng cháy kiểm tra cùng với anh. Và bắt đầu từ khi có ban quản trị thì người ta cũng quy định là 3 tháng kiểm tra dân một lần. Và cái này phòng cháy cháy là 1 tháng anh có một đội này, cứ có một tổ phòng cháy chữa cháy chuyên đi kiểm tra. Liên quan đến việc hai cư dân bị đánh, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico khẳng định không có việc nhân viên an ninh tòa nhà đánh cư dân như một số thông tin phản ánh gần đây. Việc đầu tiên là lãnh đạo công ty khẳng định luôn là không có lực lượng bảo vệ an ninh để đánh cư dân. Mà cái việc này là gia đình người bị hại đã báo ra cơ quan công an và cơ quan công an đang tiến hành điều tra. Thì toàn bộ cái vụ việc này thì bọn em có thể là gặp công an phường, thì công an quận người ta sẽ trả lời cho cái việc này. Chứ còn bây giờ thì có một số dư luận đang dâm gian là người của anh đánh mà anh cứ đứng ra bảo không ấy thì đâm cứ thành minh thành nga nó mệt ra. Cái đấy thì cơ quan công an người ta đã toàn bộ người ta dựng hiện trường, người ta vào sao chép dữ liệu camera nào và cái đấy. Câu hỏi đấy thì em hỏi cơ quan công an, chứ bây giờ anh cũng không trả lời được vì đang trong quá trình điều tra. Về khu kỹ thuật tòa nhà 21T mà người dân phản ánh bị chủ đầu tư cho thuê, đại diện chủ đầu tư khẳng định không có chuyện cho đơn vị nào thuê để thu tiền. Hiện một phần khu kỹ thuật này đang được công ty cho Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy mượn. Bây giờ ở nhà 21 anh sử dụng thì một cái đơn vị, tức là sao? Một cái đơn vị là đơn vị phi lợi nhuận, phi chính phủ, là gọi Viện Nghiên cứu Tâm lý Sử dụng Người ma túy. Người ta mượn, người ta làm văn phòng. Và anh cho vào một phần, anh cho
cán bộ công nhân viên của anh Trực ở đây thành lập cái đội là phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nếu mà dân phản ứng quá không ấy thì anh thôi không cho mượn, còn bây giờ anh đã thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy vào đấy rồi. Được biết, khu chung cư Hapulico Complex số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội được đưa vào hoạt động từ năm 2015. Hiện có hơn 800 hộ dân sinh sống. Đến tháng 3 năm 2017, ban quản trị tòa nhà được thành lập. Qua đây thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan cần sớm vào cuộc làm rõ các kiến nghị của cư dân Hapulico đối với chủ đầu tư, trả lại cuộc sống bình yên vốn có của khu chung cư này.